Xin chào anh chị và các bạn. Với khát vọng nâng cao nhận thức và năng lực tài chính của người Việt Nam, AssetFin xây dựng kênh YouTube Tự do Tài chính là nơi để chia sẻ những kiến thức và kinh nghiệm mà chúng tôi rút ra từ câu chuyện của các khách hàng tại AssetFin và những câu chuyện thực tế mà chúng tôi sưu tầm. Chuỗi nội dung mà chúng tôi chia sẻ sẽ xoay quanh 5 vấn đề trong quản lý tài chính cá nhân, kèm theo đó là thông điệp chúng tôi muốn truyền tải trong mỗi lĩnh vực, đó là kiếm tiền hạnh phúc, tiết kiệm kỷ luật, chi tiêu thông thái, bảo vệ thông minh và đầu tư hiệu quả. Chúng ta hay nói từ nghèo khổ vì thường nghèo đi liền với khổ. Khổ vì không có đủ cơm ăn áo mặc, khổ vì không được đáp ứng những tiện nghi vật chất như người giàu. Thế nhưng, liệu người giàu có sướng? Và những đứa trẻ sinh ra đã ngậm thìa vàng có nỗi khổ gì? Cha mẹ giàu có thường mắc những sai lầm gì mà người xưa lại đúc kết ra câu không ai giàu ba họ? Trong bài ngày hôm nay, chúng ta sẽ đi cùng nhau tìm hiểu về 3 sai lầm của cha mẹ giàu có hay mắc phải khi giáo dục con về tài chính. Ngày xưa, trẻ nhỏ có nỗi sợ về đói, sợ không có cái ăn. Nhưng ngày nay, trẻ nhỏ lại có nỗi sợ học. Trẻ học thêm, học chính, học phụ đạo, học nghệ thuật. Thời gian và áp lực học của trẻ đôi khi ngang bằng hoặc thậm chí lớn hơn với việc đi làm của các bậc phụ huynh. Thế nhưng, dù là học nhiều nhưng được đào tạo về kỹ năng quản lý tài chính thì chưa được phổ biến, ngay cả trên trường học hay là bên ngoài xã hội. Việc dạy con về tài chính lại nghiễm nhiên thuộc về trách nhiệm và bổn phận của những người làm cha làm mẹ. Theo kết quả khảo sát được của Eastspring Investments, trực thuộc tập đoàn Prudential, thực hiện năm 2020 trên gần 10.000 người đến từ 9 quốc gia châu Á về việc giáo dục tài chính cho trẻ. 95% cho rằng việc dạy con dùng và quản lý tiền là rất quan trọng. Trong các nước khảo sát, phụ huynh Việt Nam đứng thứ 3 trong nhóm các phụ huynh có điểm tự tin dạy con về tiền, chỉ sau Indonesia và Thái Lan. Tuy nhiên, hơn 51% phụ huynh không biết mình đã dạy con đúng hay chưa và 43% phụ huynh muốn tự học thêm về kỹ năng quản lý tài chính để dạy con tốt hơn. Việc thiếu giáo dục tài chính gây ra những hậu quả rất đáng tiếc và trong những gia đình giàu có thì nó được hiển hiện một cách rất rõ ràng. Clay Cockrell sống tại Kentucky, Mỹ đã có 25 năm kinh nghiệm tư vấn và trị liệu tâm lý cho giới siêu giàu. Vị chuyên gia tâm lý thường xuyên gặp những tình huống tương tự như trong bộ phim Succession, hay được gọi tên là Kế Vị. Trong phim, nhân vật Logan Roy, người có khởi đầu khiêm tốn nhưng đã xây dựng được một đế chế truyền thông rất thành công. Toàn bộ cuộc đời, ông tập trung vào việc kinh doanh và rất thành công. Tuy nhiên, Roy lại thất bại thảm hại trong việc nuôi dạy những đứa con của mình. Quá nhiều khách hàng của tôi nuông chiều con cái để chúng không phải chịu những nỗi khổ như họ trước đây. Kết quả, họ đã ngăn cấm con cái trải nghiệm chính những điều làm nên thành công của họ. Biết hy sinh, biết làm việc chăm chỉ, vượt qua thất bại để biết đứng dậy sau vấp ngã. Điều này có thể khiến đứa trẻ cảm thấy bị cô lập và kẹt trong chiếc bóng an toàn. Những đứa trẻ giàu có ít được tiếp xúc với xã hội bên ngoài, chủ yếu là giao lưu với bạn bè cùng giới tài phiệt, dẫn đến chúng thiếu đi sự đồng cảm. Thật đáng sợ khi một người sống một cuộc đời không hậu quả. Họ có thể cư xử thô lỗ vô cảm với người khác hoặc tàn nhẫn với chính những người anh em ruột của mình. Cuộc sống không có quy tắc là điều nguy hại đối với bất kỳ ai. Những bậc cha mẹ giàu có mà vị chuyên gia tâm lý này thường thấy là không chuẩn bị cho con cái trước những thách thức trong việc quản lý tiền bạc. Nhiều rich kids đã từng chia sẻ với chuyên gia tâm lý rằng họ chưa bao giờ được cha mẹ nói về tiền bạc, họ không biết mình có bao nhiêu tiền và phải làm gì với nó. Vậy những nỗi chung mà cha mẹ giàu có thường mắc phải là gì? Thứ nhất, nuông chiều con và khiến con không hiểu được giá trị của sức lao động. Thế hệ những người thành công, doanh nhân thành đạt hiện nay hầu như đi lên từ nghèo khó bởi bối cảnh xã hội chung. Vì vậy, đây là thế hệ thành công nhờ tự lực. Họ chui rèn được bản lĩnh trong khó khăn và hiểu được giá trị của đồng tiền. Đến thế hệ con cái họ ra đời, các bậc phụ huynh thường có tư tưởng dành những gì tốt nhất cho con như học tập, ăn uống, mua sắm, vui chơi để con không phải trải qua những thiệt thòi mà mình đã trải qua.
Bên cạnh đó, một số phụ huynh vì quá bận bịu với công việc mà không thể dành nhiều thời gian cho con, nên thường lấy tiền để bù đắp đi sự thiếu thốn tình cảm với con. Họ để con cái có thể tự do tiêu xài số tiền, miễn là con vui. Được đáp ứng quá dễ dàng và trong cả những vấn đề không thiết yếu như là nhu cầu giải trí. Thêm vào đó là việc được chu cấp và sử dụng tiền một cách dễ dàng thì dễ dẫn đến việc trẻ không biết coi trọng giá trị đồng tiền, giá trị sức lao động, sẽ hình thành nên thói quen của sự đòi hỏi, ích kỷ và ỷ lại, làm thui chột ý chí phấn đấu và vươn lên. Như trường hợp của công tử Bạc Liêu, vì được hưởng thành quả lao động của cha một cách dễ dàng nên không quý trọng tiền bạc, sẵn sàng đốt đuốc bằng tờ tiền có thể mua được 15kg vàng chỉ để tìm bông tai cho người đẹp. Thứ hai, giao cho con quản lý gia sản từ sớm khi con chưa đủ khả năng để quản lý. Xây dựng tài sản đã khó, nhưng để duy trì và phát triển nó thì còn khó hơn nữa. Vậy mà một số phụ huynh vì yêu con, xót con, không lỡ để con làm những việc nặng, việc khó cần thiết cho sự rèn luyện và phát triển trong công việc. Chưa thấy được năng lực trong việc quản lý tài sản, ta vội vàng giao cho con quyền quản lý. Việc này giống như khoác một chiếc áo rộng lên một đứa trẻ. Tuy nhiên, khi tài sản vượt quá năng lực quản lý thì không thể duy trì, chứ chưa nói gì đến có thể là phát triển. Vậy nên, tài sản rơi vào tay thế hệ tiếp nối không đủ năng lực sẽ sớm lụi bại. Như công tử Bạc Liêu, viện cớ là để quản lý tài sản gia đình, nhưng toàn là để phục vụ cho thú ăn chơi tiêu xài của mình như là mua ô tô, mua máy bay hay là những câu chuyện tình ái, để đến cuối cùng gia sản bốc hơi. Hay như gia đình vua đường sắt Mỹ Vanderbilt, thế hệ thứ ba bỗng dưng phải trực tiếp quản lý khối tài sản lớn khi chưa đủ năng lực thì cũng chỉ nghĩ đến việc tiêu xài để phô trương thanh thế chứ không hề biết đến duy trì hay phát triển tài sản. Để rồi sự giàu có của gia đình chỉ là câu chuyện của quá khứ. Thứ ba, thiếu chia sẻ và định hướng về mục tiêu và giá trị sống cùng con. Những đứa trẻ sinh ra trong điều kiện đầy đủ thường gặp khó khăn trong việc tìm kiếm động lực và rèn luyện ý chí để phấn đấu. Bên cạnh đó, những đứa trẻ sinh ra từ vạch đích thường phải chịu những áp lực như đạt được kỳ vọng của bố mẹ, tìm kiếm những người bạn và mối quan hệ lành mạnh. Đây là những thử thách vượt sướng của những đứa trẻ sinh ra trong giàu có. Phụ huynh nếu không sát sao trong việc định hướng và giúp con hình thành tư duy đúng đắn thì những đứa trẻ rất dễ đi chệch hướng vì thiếu mục tiêu và bị ảnh hưởng bởi những nhân tố tiêu cực xung quanh như bạn bè, xã hội. Như cậu ấm đời thứ ba của gia tộc Red Bull, nếu như biết noi gương người ông của mình, vị tỷ phú đi lên từ hai bàn tay trắng, luôn khiêm tốn và giản dị, đồng thời tiếp nối được khát vọng của thế hệ đi trước trong việc phát triển kinh doanh thì sẽ không có lối sống ngông cuồng, lấy tiền đổi mạng người, khiến cho sản phẩm Red Bull được sinh ra trên đất nước Thái Lan lại bị chính người dân xứ Chùa Vàng tẩy chay vì phẫn nộ. Nhìn từ những thiếu sót trong việc giáo dục của các bậc phụ huynh, chúng ta hãy nhìn sang gia tộc Rockefeller, gia tộc có thể làm tốt 3 điều trên. Họ không cho con hưởng thụ quá dễ dàng thành quả lao động của thế hệ trước. Họ luôn có những phương châm gia đình, cho con năng lực tự thân để biết trân trọng giá trị đồng tiền và sức lao động. Đồng thời, từ đó giúp các thành viên trẻ tuổi được rèn luyện năng lực để có thể tiếp quản và sử dụng tài sản một cách hợp lý và hiệu quả. Họ cũng truyền lại những mục tiêu giá trị chung, gia tộc có thể phát triển lâu đời và có sự gắn kết giữa hàng trăm thành viên trong gia đình bởi họ có một chất keo gắn kết mạnh mẽ là tinh thần thiện nguyện. Họ vẫn giữ được tinh thần của người đã xây dựng nền móng cho sự giàu có của gia tộc, đó là với mọi quyền lợi đều ngụ ý một trách nhiệm, với mọi cơ hội đều ngụ ý một bổn phận, mọi tài sản đều ngụ ý một nhiệm vụ. Con người có một loại niềm vui khác ngoài niềm vui hạnh phúc để thỏa mãn cho cá nhân, đó là niềm hạnh phúc đem lại giá trị cho người khác, cho xã hội. Và gia đình Rockefeller luôn hướng đến niềm hạnh phúc, đó là đem giá trị cho xã hội. Hay trong việc dạy con tìm bạn, họ cũng dạy con nên tránh kết bạn với những kẻ dễ bằng lòng, những kẻ không chịu đối đầu với thử thách đến cùng, để giúp con chọn lọc môi trường để phát triển.
Như vậy, qua bài ngày hôm nay, chúng ta đã hiểu rõ hơn về nỗi khổ của những đứa trẻ sinh ra trong giàu có. Và quan trọng hơn là nhận ra 3 sai lầm mà những gia đình có điều kiện kinh tế hay mắc phải. Việc nhận ra được những sai lầm phổ biến trong việc giáo dục con cái sẽ giúp cho thế hệ sau có một cuộc sống hạnh phúc về mặt tinh thần và thịnh vượng về tài chính. Cảm ơn anh chị và các bạn đã đi cùng AZFIN đến những phút cuối cùng của bài chia sẻ ngày hôm nay. Chúng tôi sẽ có video mới vào mỗi tối thứ tư và chủ nhật hàng tuần. Hy vọng với những kiến thức thực tế này sẽ giúp anh chị và các bạn, đặc biệt là những anh chị đã có con, rút ra những bài học hữu ích cho bản thân, người thân, đặc biệt là cho thế hệ trẻ trong tương lai. Qua đó giúp tài chính mỗi gia đình trở nên thịnh vượng, Việt Nam của chúng ta trở nên hùng cường.